Rip xuống là tao không biết mày nick ngon bằng hai là tao không biết đi rập download video cho nhóm đi Facebook mà nó xem bằng hai là tao không biết xong là tao không biết chỉ subscribe nhẹ mũi đầm bay từ tua bàn video thay thay đi channel là bao nhiêu tao dừng từ bữa tao không biết download video cho nhóm đi Facebook chỉ đập bố là tao không biết còn tại bài Google nó bài gì đó hẹn tao khi cho thằng Facebook con này tụi con máu lên lên tao khi số vay đầu bị tổn nào mới máu tôi chỉ bị tổn mới đến chứ tôi chỉ bị tổn mới đến chứ này lớn không sợi là bị tổ nằm mọi người nghe ngay phết là gió mai gió khả mái nữa đừng mời đi đến là con hết tờ bài bài như thẹp một tiền máu anh ấy nghe tao không biết tao mới gặp sai đi đấy gặp sai đi chẳng cần copy đã link trong Chrome tao không biết copy được rồi nó chẳng download ấy copy cho tao được tục được không Excel là mũi đang phải tục download video này thay thay đây là chẳng download video trên Facebook trên dạng này anh lấy vừa bộ quýnh thì ông hiểu con là sẽ lịch lưu vì thế mà thấy cái việc là show video URL nó copy anh đi em đọc tròn đi mà thì bảo đi hả? Cái bấm đấy còn cái về ở chỗ quỷ miền là download video in normal quality là còn là phổ thông đa còn rất phổ thông đa đấy download video in HD quality cái còn giờ download video in HD quality rồi có download video in normal quality sau đó là tụi nó chọn bán đấy lấy cái giờ download video in HD quality cứ trình bày đấy nó hết tao nghe download miniature nó hết tao nghe và download miniature một tiền máu là nó hẹn mấy cô bạn có download bạn đi kiểu bạn đón bị sỏi thấy à lời từ mười đó hết ta cả download ba đi còn bạn mơ video nó không Facebook ấy kỳ kỳ video rồi video mới liên nập mới liên sống tổ mình không có sai là mơ video nữa tôi đã download một của mình nhé cứ vì ở trên thì chúng nó chưa nói chúng nó sắp ta lấy chắc không bỡ khởi mười liên nè mười liên xuống tôi thấy đó chắc cứ ở mình thì bạn thấy nó cả download video trên Facebook đó như còn được thử tạm không cho máu cứ download cái sao chẳng cứ khác này đó chọn download video cũng bị trên cái Facebook còn đang là tụi nó không nhận chạy download ở đây là phần nào đấy các bạn hãy làm video này cả download video cho em Facebook
ចឹងសូមបងប្អូនខ្ញុំ complete subscribe ជាមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា